就喂，你这叫长你我个白搭。xin chào các bạn. Như Huli đã hứa ở trên Instagram Story thì hôm nay Ly có ở đây chính là bé Thảo. Thảo là một trong những em trợ lý của Ly lâu năm nhất. Nhớ là em follow chị từ những ngày đầu. Yeah, là phải 4 năm trước. Ừ, 4 năm trước. Đấy, thế nên là hôm nay hai chị em đang chuẩn bị make up để tí nữa quay một cái video bí mật bất ngờ. Thế nên là muốn lên đây để có thể get ready với mọi người và cũng như là chat chit trò chuyện một tí. Và Ly cũng bảo mọi người là hôm qua gửi cho Ly các câu hỏi mà hỏi Ly hoặc hỏi Thảo, hoặc hỏi Thảo về Ly hoặc hỏi Ly về Thảo. Chúng ta sẽ vừa get ready với nhau và vừa trả lời những câu hỏi đấy nhá. Đã dàn chưa? Dạ. Ok, giờ chúng ta sẽ cùng. Chị ơi, em muốn hỏi sao da chị bữa nay đẹp quá vậy? Bởi em cũng theo dõi chị một quá trình nên thấy vậy đó. Em có thể xem lại video skincare đơn giản cơ bản của chị này, video cách chị trị mụn này, chị có video rồi nói, hoặc là cái video best of beauty. Thì gần như là từ những cái video đấy cho đến giờ thì cái skincare của chị không thay đổi, và nó sẽ chỉ cơ bản là khoảng 5-6 bước mà thôi, chứ không có quá nhiều như ngày xưa. Đấy, em có thể xem ở đấy nhá. Và tự nhiên rồi cả việc đi nặn mụn nữa, cơ duyên nào đã đưa hai chị đến với nhau ạ? Cơ duyên nào? Cho Thảo trả lời. Đầu tiên thì rất là random, là có một hồi đấy là mình hay mua hàng trên mạng của một chị ở trên Insta, xong rồi chị cũng quen chị Ly, xong rồi có một chị lần nào chị có nhớ Le Petit Shop không? Petit Shop. Rồi. Bây giờ chị biết. Không bán nữa. Ừ. Nhưng từ hồi đó là chị tag chị Ly ở một cái ảnh, thế là mình kiểu ôi follow. Thực ra là mình ít khi xem beauty blogger Việt Nam lắm. Mình chỉ từ hồi xem chị Ly thì mình mới bắt đầu biết thêm kiểu beauty Việt Nam các thứ. Lúc đầu thì chắc là ai cũng bắt đầu với việc kiểu xem Michelle Phan các kiểu trên YouTube, xong rồi sau đấy cứ xem theo. Sau đấy lúc đấy mình bảo ôi hóa ra ở Việt Nam từ 3-4 năm trước thì ít người làm beauty blog các thứ lắm. Xong mình bảo ôi cũng có người ở Việt Nam làm cơ, thế xong rồi mình cứ thế mình follow. Xong rồi kiểu từ hồi đấy chị mới lên Insta, xong cứ thế theo dõi, xong rồi kiểu thích kiểu cái cách làm việc với cả các thứ của chị. Xong rồi là lúc chị Ly tuyển cộng tác để tổ chức sinh nhật của chị Ly 3 năm trước thì mình có join. 2 năm trước. Đấy là sinh nhật 3 tuổi. Cứ làm việc cùng chị Ly thôi. Thế xong rồi càng làm việc thì kiểu càng hâm mộ cái cách làm việc và ra là làm cùng việc cùng chị Ly rất là sướng, chiều lắm, với cả được dạy thêm nhiều cái mà làm việc ở những chỗ khác không được, thế thôi. Và trong quá trình làm việc hai chị đã từng xảy ra mâu thuẫn với nhau gì chưa? Chưa, chị bảo là làm việc cùng chị Ly sướng lắm, toàn được tôi ăn uống các kiểu ấy. Chị Ly ăn nhiều mà nếu có thì làm sao để hòa hợp cho cả hai bên, tại vì chưa có, thế nên là không có câu trả lời cho cái phần này. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ dùng đến primer nhá. Thì primer của Ly sẽ dùng hôm nay là primer của Marc Jacobs. Nó là chiết xuất từ dừa ấy, thế nên nó là hydrating rất là tốt. Em dùng Benefit Tarkol và The Professional. Đi du lịch các thứ hay là đi design cần dùng mang thêm mini size vào nữa. Thì thường thường sẽ cho gần hết mini size rồi chị đi. Chỉ có mấy cái kiểu highlighting đi. Highlighting liquid ấy thì chị giữ lại, tại vì thực ra mấy cái highlighting liquid thì mình cũng chả dùng đến full size bao giờ. Cái này mùi thơm lắm, nó kiểu mùi dừa luôn ấy. Mà nó lên trên da của mình rất là mịn. Ồ, thế này thích lắm. Là da thường, da khô, da dầu cũng dùng được. Nhưng mà da dầu quá thì không dùng được thôi. Nó dưỡng ẩm. Nó bị dưỡng ẩm. Nên là khi mà trời nắng như thế này thì Ly lại càng quan tâm đến việc là da của mình nó phải đủ ẩm. Chứ nếu mà da mình nó không đủ ẩm thì cái lớp nền của mình rất là dễ bị kiểu bị cakey và bị khô quá đà. Nếu mà chúng ta dùng quá nhiều các cái sản phẩm mà kiềm dầu. Foundation đã kiềm dầu rồi, xong rồi cả cái kem lót cũng kiềm dầu luôn ấy, thì nó lại để nó bị flaky. Ừ, xong rồi lại kiểu phấn phủ cũng kiềm dầu nữa thì nó lại thành bị flaky đúng không? Kiểu bị bở đấy. Đến foundation thì Ly sẽ dùng bạn Giorgio Armani Power Fabric. Chị Ly với chị Thỏ thích nhau ở điểm gì nhất và chưa hài lòng ở đối phương điểm gì? Để chị thì chị thích Thỏ ở một điểm, đấy chính là rất là nhiệt tình. Chị chỉ cần alo một cái hoặc là kiểu hú lên một cái là kiểu nếu mà Thảo không có việc gì hoặc là kiểu không bận gì là Thảo sẵn sàng Thảo đến với chị luôn ấy. Đấy, thế nên là kiểu đấy rất là quý. Tại vì Thảo cũng follow chị từ rất là lâu và kiểu mình biết là bạn ấy rất là kiểu ủng hộ mình ấy. Thế nên là cái việc mà hai chị em get along với nhau
để hòa hợp được với nhau nó rất là dễ. Và kiểu cảm giác như là hai người chị em với nhau chứ không phải là kiểu một người nổi tiếng với kiểu fan. Thế nên là nhưng mà fan thì là mình rất là thoải mái và kiểu cũng dễ tính ấy, mình bảo là bảo gì làm đấy, bảo ăn gì ăn đấy. Dễ nuôi. Thực sự dễ nuôi. Đấy, đấy là điểm mà chị thích nhất ở Thảo. Còn nếu mà điểm ghét thì từ trước giờ chả thấy ghét gì cả. Tại vì nếu mà ghét thì đã không ở trong team chị Ly từ bao lâu rồi. Kiểu đối với Ly thì một khi mà các bạn đã ở trong cái team của mình, trong một cái đội của mình ấy, thì Ly cũng rất là mong là các bạn kiểu hòa hợp với nhau và luôn luôn kiểu yêu thương nhau ấy. Còn nếu như mà có vấn đề gì xảy ra là phải nói ra, và nếu không giải quyết được thì một người sẽ phải đi ra. Thế thôi, đơn giản như thế cho nó thoải mái, đỡ phải suy nghĩ nhiều. Tại vì con gái nhiều khi nhiều con gái vào một lúc là vấn đề nhiều lắm, nhưng mà may mắn là team pretty team của Ly chưa bị làm sao cả. Lúc đầu cũng nói là luôn ngưỡng mộ chị Ly là cách chị làm việc, và em hiểu ra là kiểu một người kiểu nhỏ về xinh xinh là kiểu có thể làm bao nhiêu thứ ấy, kiểu giỏi làm hết cái này cái kia, cái gì cũng biết, làm web rồi cái gì cũng tự túc hết ấy. Kiểu hồi trước chưa làm trợ lý hẳn hoi thì chỉ có giúp chị Ly một năm trong cái dịp sinh nhật thôi, còn mình thường các thứ là đều là chị Ly tự làm hết. Chẳng qua là gần đây chị Ly bận quá, bận hơn, thế là mình mới giúp nhiều hơn, chứ còn hồi trước cũng chẳng có cơ hội để mà giúp nhiều vì chị quá rồi thì chị có thể làm được. Khiếp, nghe như kiểu superwoman đi. Bởi vì em có một cái là ân mai nên là em rất là muốn kiểu như là học tập và được một chút influence từ chị ấy. Nên là em luôn cố gắng là kiểu như là chị bảo gì em cũng sẽ nghe và kiểu sẽ học tập theo những cái cách làm việc và các thứ. Nhưng mà nhớ chị sai thì sao? Thế bởi vì là vẫn chưa thấy có một cái điểm gì không thích hay là như thế nào cả, nên là vẫn rất là ủng hộ, rất là khó. Khi mà mình phỏng vấn các bạn trợ lý thì mình cũng bảo là nói chung là làm việc với chị thì chị sẽ chỉ nói một lần thôi, và xong rồi các em sẽ phải tự tùy cơ ứng biến và phải dùng cái common sense của mình rất là nhiều để mà có thể làm được việc, là miễn sao là nói ít hiểu nhiều. Kiểu đấy, không phải hướng dẫn, không phải đặt tay chỉ việc. Đúng rồi. Em đang check phít điểm, nó kiểu cake foundation ấy. Kiểu cream foundation. Em sẽ dùng cushion của Yopi. Em thích nhất cái cushion này, kiểu như là nó che được bởi nhiều vì là nó, và nó cũng bám vào bạn khá là lâu. Vì em ngại nhất kiểu mình đánh một lần thôi xong rồi không thích phải kiểu tắt chắp lại trong ngày. Nhớ là phải đánh các cổ nữa nha các bạn. Cái beauty blender mình đã làm ẩm rồi, mình đã dùng cái nít của nó để mình chấm vào những cái chỗ mà mình hay đang vẫn còn cái thâm mụn ấy. Chị Thảo bao nhiêu tuổi ạ? Chị xem 15. Làm sao để lấy lại cảm hứng làm việc học hành chị ơi? Thời gian vừa rồi em chán nên bỏ bê học hành nhiều quá, mà bây giờ lại quay lại mà khó khăn quá. Cái câu này chắc là chị sẽ để Thảo trả lời trước, tại Thảo mới có một số thay đổi về công việc học hành cũng như là ý định tương lai. Đây là bạn Fit Me màu số 15 cho cùng mắt của mình. Cái bạn này thì nó che phủ khá tốt, tại mấy hôm nay Ly làm việc cũng hơi nhiều nên là Ly sẽ phải cần dùng cái che khuyết điểm nó nhiều hơn một xíu. Chị nghĩ là khi mà em làm cái gì đấy cũng có nên có một cái mục tiêu cho mình ấy. Em làm cái để làm gì và em làm thì em nó có làm em vui vẻ và hạnh phúc không thì em đã làm. Chị đang ở giữa những cái mà phải quyết định khá là nhiều cái quan trọng trong cuộc đời. Kiểu thỉnh thoảng có những đứa bạn lâu mình nói chuyện, xong rồi nó bảo là dạo này làm gì rồi, xong rồi mình bảo ta vẫn không biết. Thế xong rồi chị cũng nói chuyện với bạn, chị bảo là ui ta cũng thấy nhiều lúc mông lung quá. Bạn bè á, có đứa lấy chồng đẻ con hết rồi mình vẫn không biết tối nay ăn gì. Me too. Và chị cảm thấy là ai cũng có một cái timeline riêng của riêng mình. Em đừng có nhìn mọi người có con lấy chồng các thứ rồi em rush mình, em cũng phải như thế. Thực ra không phải kiểu mỗi người có một cái đồng hồ riêng ấy. Có nghĩa là chị đã dành 4 năm chị học luật, nhưng mà nhìn cô này học luật. Học luật thì rất thích trang điểm và make up, nhưng mà bây giờ thì khoảng tầm hơn một năm trước chị cũng đi làm trợ giảng cho hồ sơ tiếng Anh, nó cũng rất là random thôi, nhưng mà sau đấy thì chị nhận ra là chị cũng khá là thích công việc giảng dạy. 3 tuổi chuẩn bị tốt nghiệp đại học thì chị sẽ nghĩ là chị sẽ chuyển sang học một cái ngành khác, bắt đầu lại con đường học hành từ đầu. Thế là chị bảo chị Ly là chị Ly, em nghĩ là em vẫn sẽ đi học phải tầm 2 năm nữa, em không đi làm nữa nên em sẽ đi làm chị Ly. Chị biết thế mới làm được rồi chị Ly. Không biết chị Ly làm sẽ đến bao giờ nhưng mà thôi thế là được rồi. Em làm kể cả em làm cái gì đấy em cũng phải có đam mê thì em mới có thể làm được lâu dài. Đúng rồi. Chứ không thì có làm một công việc ngày 8 tiếng mà đấy là công việc mình ghét thì có phải là cái điều kiểu tệ nhất cuộc đời không? Mà em chưa lựa chọn được cái gì mà em thích ý, thì
nên thực sự là nên nghĩ rằng là mình làm cái mình có vui vẻ và hạnh phúc không thì hãng làm. Khi mà nó em làm vui vẻ hạnh phúc rồi thì em không có cảm giác là mình đang làm việc, thế nên là em có khi là chẳng cần động lực thì mình vẫn phải học, mình vẫn làm được đúng không? Dùng bách thực ra là cũng không hẳn là bách, tại vì cái này mà bách thì nó sẽ kiểu bị sáng quá ấy, với cả nó bị khô quá, thì nên dùng cái này là của It Cosmetics, tại vì cái này là nó hút dầu mà chị lại không thích dùng cho nó cả mặt. Thế nên chị chỉ dùng những phần crease thôi và lại kiểu bị da dầu ấy. Thì em cũng bake một chút của phần không màu của RCMA. Em cho vào cái lọ nhỏ nhỏ này thì cho vào gì. Còn đối với chị thì việc động lực cũng đơn giản như là của Thảo thôi. Đấy là mình thích cái gì thì mình mới làm được. Đối với chị thì nó lại hơi một khác một chút nhá. Là kể cả những công việc mình không thích nhưng mà mình phải tìm ra được cái phần của nó mà mình thích để mình có thể làm được. Đúng rồi, tại vì thực ra là khi mà em đi học thì em vẫn còn thử được rất nhiều thứ, nhưng mà khi em đi làm rồi, kể cả một cái công việc mà em rất là thích nhưng mà có một cái đơn vị việc nào đấy của em mà em phải kiểu một cái task việc của đấy mà em kiểu em không hề thích đâu. Giống như chị là một người rất là ghét toán. Chị làm truyền thông, lúc mà chị phải làm ngân sách truyền thông, trời ơi, chị nhìn vào cái bảng cái bảng tính toán rồi cái bảng chi ngân sách ấy, chị kiểu trời ơi, tưởng là học truyền thông sẽ không phải làm những cái nói về kiểu số má, nhưng mà cuối cùng vẫn phải làm những cái về số má. Và những lúc đấy thì mình phải kiểu ok, mình sẽ kiểu take a deep breath và mình sẽ ngồi, mình sẽ kiểu có thể sẽ mất thời gian hơn những người khác, nhưng mà mình sẽ kiểu cần cù mình ngồi mình tìm hiểu và kiểu để mình tìm ra được cái cách làm cái đấy tốt nhất. Thì đấy là cái mà chị hay áp dụng cho bản thân mình và chị thấy khá là hiệu quả. Và nói chung là nếu mà em luôn luôn được làm công việc mình thích thì là công việc rất là tốt. Và em là một người rất là may mắn, nhưng mà chúng ta vẫn phải cố gắng là để adapt được bản thân, hòa nhập được bản thân vào những cái việc mà em không thích, để mà chúng ta làm và thành công thôi. Đấy là câu trả lời của chị. Làm sao để hết nghiện bà Ly? À, chị không biết, chị cũng đã chưa cai được đấy. Chưa tìm được, bao giờ chị tìm được thì chị sẽ trả lời em. Lúc tìm được rồi thì chị không ngồi đây đâu. Hy vọng là sau chuyến công tác này Thảo không ghét chị Ly. Em kể được mày một cái gì á? Em kể bột của Ben Wine và cọ của Ecoto. Chị đang kể cái L'Oreal Brow Stylist Definer. Chị thấy nó khá là giống với cả Anastasia, với cả cái của NYX. Em cũng mua của NYX nhưng mà em dùng không thấy. Chị chưa bao giờ mua của NYX đâu. Nó cũng bé nhưng mà nó dễ vẽ lắm, nó khá là mềm. Có nghĩa là nếu mà mình muốn vẽ cái phẩy sợi ở đầu ấy thì cái bút nó phải cứng. Kiểu cái phần chất nó phải có wax. Đúng rồi. Thì nó mới... Chứ không thì nó sẽ bị kiểu thành kiểu nhiều màu bệt. Quá cái này cũng bị bệt này. Nó chỉ giống như là cái đầu bút nhỏ thôi. Thực sự là chị vẫn không thể nào mà chị justify được cái chuyện là chị sẽ bỏ ra mười mấy đô, để 20 mấy đô để mua cái đầu bút. Và cái đầu bút này sẽ kiểu hết trong vòng kiểu 2 tháng. 2 tháng nha. Mình nghe nào cho cái giờ Ly đã xong lông mày, Ly sẽ đi đến với bảng phấn mắt của Jaclyn Hill. Mua bảng này Ly thực ra chỉ hay không dùng mấy cái ở phía trên thôi, chứ còn mấy cái này đây này hơi extra. Bốn cái màu này, các hai màu này là Ly chưa dùng. Còn mấy màu kia trên thì dễ dùng lắm, rất dễ dùng mà màu rất đẹp luôn đi. Trời ơi, nay Ly đánh tông màu gì thôi, cứ đánh with the flow thôi. Green up lông mày dùng để cọ foundation lúc nãy còn foundation. Cô này có khi còn make up làm kỹ hơn Ly. Kiểu đi make up cho người khác thôi ấy. Kiểu em thích make up cho người khác hơn là make up cho mình. Thế đó. Mẹ em make up cho em nhanh. Chị make up cho chị nhiều khi cực nhanh luôn. Kiểu xong. Mày được chị Ly tặng. Đấy là bảng của Roman. Mà cái bảng này của Morphe ấy, của nó siêu pigmented luôn. Ly hay bảo với các cô bé ở trong team của Ly là thích cái gì bảo chị. Thấy chưa sướng. Nhà chị là bách hóa tổng hợp. Tại vì phải nói thật là các hãng gửi rất là nhiều ấy, mà một mình chị thì không thể nào dùng hết được. Tất nhiên là những cái đồ mà chị cũng sẽ kiểu giveaway cho các bạn hay là như nào đấy, xong rồi kiểu cho họ hàng cái thứ ai cần thì kiểu hú chị để chị có thể đưa được luôn ấy. Đấy, thế nên là chị rất là thích các bạn khi mà các bạn bảo ôi chị ơi đang cần cái này chị có không, ôi chị có đấy chị mang đi cho. Thằng này chị thích là đánh tối ở đằng cuối crease và đánh ở phần ở trong này nữa. Trong mắt nó kiểu sâu mắt hơn nó, tại vì mắt của Ly là mắt kiểu dạng mắt almond. Chị có chứ, lúc nào chị ấy có dán nick mí. Mắt almond kiểu hạnh nhân ấy, nó kiểu nó dài ấy, nó không tròn và kiểu đẹp như kiểu mắt thằng nhãn ấy. Ừ đấy, chính xác. Thế nên là chị sẽ kiểu làm tối đây xong rồi ở giữa kiểu làm sáng lên, nó nâng cái mắt của mình lên. Nói chung là mắt của mình như mặt mình như thế nào mình sẽ biết nhất ấy, chứ còn nhiều khi là trừ khi những người làm chuyên nghiệp ra thì người ta sẽ biết là ok thế nào là đẹp cho cái khuôn mắt người này người kia, chứ còn make up cá nhân cơ bản thì mình vẫn phải
kiểu practice make perfect. Đẹp chỗ yeah. nào mình enhance cái đó lên. Chứ còn make up em cũng thấy kiểu make up quá đà kiểu vẽ lại cả cái mặt ấy. Ừ, kiểu bị khác quá ấy. Này, chỗ này. Ôi con kiểu một đắp đã đắp đi rồi xong kiểu chất lên kiểu wow. Phần trong những lý do mà đến bây giờ Ly vẫn tiếp tục làm beauty blogger mặc dù có thể không nổi vào những người khác thì đấy chính là lý do để mình mua đồ. Em hôm nay em làm cái mắt tối không? Em dùng cái này này thích cục. Wow. Cái đấy là màu rất là đậm nhá, không nói làm gì nhưng mà cái này ấy là của Peri Pera. Kiểu hello kiểu hello đúng kiểu một tím tím vàng và hồng hồng ấy. Thì mình sẽ chỉ cần một xíu thôi, hôm nào mà đi tối thì mình sẽ lấy rất nhiều. Nhưng mà ban ngày thì mình sẽ lấy một xíu ở đầu bàn tay, đầu ngón tay thôi. Xong rồi sau đấy mình chấm lên cái vùng bầu mắt là mình muốn làm kích sáng ấy. Đẹp cực. Nhìn này. Uầy. Dã man. Nó kiểu lên hẳn luôn ấy. Nó càng rõ cái hello. Đúng rồi. Mà cái này để trên mắt, mặt cũng được. Trên mắt cũng được. Đúng kiểu make up party. Này. Mà nhìn rất tự nhiên nhá. Mắt rồi thì mình sẽ quay lại với phần mặt một chút xíu. Với NARS Soft Matte Complete Concealer màu Custard Medium 1. Thì cái này là mình dùng riêng để cho những cái phần thâm ở trên mặt ấy. Thì mình sẽ dùng với các cái chổi concealer của Zoeva. Cái này là Ly thấy còn tốt hơn cả cái Radiance Concealer cơ. Mọi người cứ khen cái Radiance nhưng mà Ly thích cái này hơn, nó mịn cực. À, chúng ta make up này để tí nữa sẽ đón các bạn follower của Ly, 5 bạn sẽ được tham gia một cái video gọi là video blind test. Cái video đấy là một cái video gọi là challenge, thử thách kiểu review sản phẩm. Thử thách review sản phẩm mà các bạn không được biết là cái sản phẩm đấy là sản phẩm gì và cũng như là cái nhãn hiệu đấy là nhãn hiệu gì. Tại vì một tại vì một phần khi mà các bạn mua sản phẩm ấy và cũng như các bạn thử mỹ phẩm thì các bạn biết là hãng gì rồi, thế nên là nhiều khi là các bạn sẽ bị một cái gọi là over expectation, nghĩa là kiểu bị ảnh hưởng và cũng như là bị kiểu nghĩ là nó sẽ phải được như thế nào, hoặc là các bạn phải nghĩ là thôi nó sẽ chỉ có giá ấy thôi, nó chỉ như thế thôi. Nhưng mà đây là mình không biết cả giá, không biết cả sản phẩm tên là gì, không biết dòng nào, không biết nhãn hiệu gì, và chỉ biết là ok cái textures, cái cảm nhận về thực sự là về cái kết cấu của sản phẩm và sản phẩm đấy lên trên mặt mình như thế nào thôi. Yeah. Thế nên là một cái gọi là challenge honest review nhất, và Ly đã làm một phần ở Hà Nội rồi, thế nên là còn một phần nữa ở Hồ Chí Minh thì tối tí nữa 1 giờ các bạn sẽ đến và chúng ta sẽ làm cái video đấy. Làm ở Hà Nội rất thành công và kết quả làm khiến ai cũng bất ngờ, thế nên là Ly hy vọng là các bạn. Bây giờ thì mình sẽ dùng đến eyeliner của Maybelline Hyper Sharp Liner. Em thấy chị Pony ấy, chị cứ kiểu cặp lông đi giúp chị như thế này. Ừ. Em kiểu như thế nào, hâu sợ bà ấy. Chứ phải nói chung đi, có phải ốm yếu không? Hóa ra không phải là ốm yếu mà. Trời to son. Con gái chỉ mà. Kiểu chưa có son là sẽ trông rất là ốm yếu. Nhất là Ly nữa. Tại vì môi tôi bị nhạt ấy. Không bao giờ có màu. Như là đánh foundation. Như đánh foundation lên môi luôn. À, chết rồi. Mếu. Nhìn này. Như là lệch chưa? Too much. Không biết kiểu too much. Đang đợi tí nữa nó khô thì lấy cái bông lau đi một xíu. Bây giờ thì mình sẽ dùng với One Hacker Blot để có thể phủ phấn, phủ ít thôi, Ly không phủ nhiều đâu. Gần như là chẳng bao giờ phủ phấn nhiều, kiểu phấn phủ powder của mình kiểu là cái loại mà không hết, không bao giờ hết. Phấn má các thứ nó còn hết được chứ còn riêng phấn phủ powder không bao giờ hết. Rồi bây giờ thì mình sẽ có bảng Charlotte Tilbury Film Star Bronze and Glow màu fan medium, nó có cả bronzer lẫn highlight. Tối qua ngủ ngon không Tấn? Tối qua mấy giờ em mới đi ngủ ấy? Kiếp yeah, vãi. Chị đi bảo hình như là hơn 1 giờ Tấn mới đi ngủ. Kiếp 3 giờ. Ừ, hôm nay đang ngồi bằng kia kiểu đeo tai nghe thứ, nhưng bằng một cái lý do đấy mình quay trở lại thấy Thảo xuất hiện. thế lúc đấy em đang đến rửa mặt. À thế á, 3 giờ á? Không. Lúc đấy khoảng hơn 1 giờ. Ôi, hôm nay ngủ muộn đấy. Kiểu hôm qua mình hơn 12 giờ đã kiểu lăn lên giường đi ngủ rồi ấy. À, mấy hôm trước toàn ngủ muộn. Tại vì bị buồn. Hôm nay mặt đông người. Ừ, đắp mặt nạ xong bỏ ra đi ngủ luôn. Mà phải mua lên, chắc phải mua lên 40 lon hơn.
Sài Gòn nóng quá. Nóng quá luôn. Ra ngoài một tí là thở bằng mồm luôn. Thè lưỡi. Thè lưỡi luôn. Kiểu nóng phát sợ ấy. Mà kiểu mình chưa quen với cái thời tiết đấy. Mỗi khi là nó cũng nóng nhưng mà không được kiểu như thế này. Còn má thì sẽ dùng Touchist Blush Palette. Có 4 màu, hôm nay chị nên dùng màu gì nhỉ? Thực ra chị cũng không biết màu sao chị dùng màu gì đâu. Mình dùng phần má của BS Cosmetic Iris Plus Duo. Cái cọ Retic đi chị, cái phần đen đen ấy, sau nó cứ bị bẩn ra này. Em bẩn ra cái cọ rơi vào của em này. Em bẻ hết cái đoạn đen đen đi. Nhưng bây giờ trông nó rất là cute ấy, kiểu ngắn. Nhưng mà chị ghét cái cọ Retic ấy chỉ vì cái đấy ấy. Kiểu chất lượng rất là ok nhưng mà cái đấy xong nó cứ bị dây bẩn hay cái khác. Tại sao thì em lại dùng cái texture kiểu như rubble, kiểu cao su ấy. Kiểu chắc chắn đến một lúc này nó sẽ bị luôn. Mà mọi người complain nhiều lắm nhưng mà vẫn chưa thay đổi đâu. Chả hiểu sao cứ mỗi lần chị đi đâu ấy, chị mang bộ bàn này thôi. Để nó có 3-2 thứ. Mà Thảo công nhận là đi với chị đi ăn nhiều không? Ăn nhiều. Ăn lúc nào cũng kết thúc bữa ăn của chị ơi, em no quá. Qua ăn nhân đi xu nồi no rồi xong chị đi à? Nhân chè không. Xong rồi mọi người kiểu no lắm rồi nhưng mà vẫn còn bụng cho trắng miệng. Kiểu đây lại đi ăn chè tiếp. Đi ăn chè quận 5. Thì cái hàng mà Ly ngày trước bạn Ly dẫn đến ăn thì lúc đến nơi thì nó lại đóng cửa hết chè rồi, thế là lại đi sang một hàng khác. May mà ở gần đấy cũng có nhiều hàng. Thì Ly sẽ dùng son, thì chị nghĩ chị cũng sẽ dùng son này của YSL. Đây là cái mới của YSL. Sẽ dùng son của Bernard Stream One Touch Lipstick. Thảo thì đã ra ngoài để làm việc rồi, thế nên là mình cũng phải ở đây để chào các bạn. Và đây là make up look của mình. Màu này cam nhưng mà lên môi mình lại hơi hồng hồng. Thế nên là trông rất là xinh. Và Ly hy vọng là sẽ có một chút thông tin gì đấy nhỏ nhỏ. Và Ly hy vọng video này các bạn đã có thể biết thêm về Ly hơn, và cũng như là biết thêm về Ly từ phiên phương diện của Thảo, và cũng như là đã hiểu được thêm về cái công việc này của Ly. Và thì thôi, bây giờ Ly xin phép để chào tạm biệt các bạn, và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Bye bye.